sát mối với Hà Đức Trinh Sau trận thua 2-3 của Đà Nẵng trước câu lạc bộ Hà Nội ở vòng 10V Lích, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức có nhiều chia sẻ về tiền đạo Hà Đức Trinh Cầu thủ chơi khá mờ nhạt trong trận đấu trên sân hàng đấy Thật ra tôi không muốn nói nhiều về Đức Trinh để cậu ấy tập trung hoàn thiện lối chơi Tôi không còn lựa chọn Giờ chỉ còn Hà Đức Trinh thôi Tiền đạo ngoại không có vì nhiều lý do khác nhau Hà Đức Trinh đang bị chấn thương Trinh giấu tôi chấn thương ở cổ chân dù không nặng lắm nhưng cảm thấy khó chịu nên không được hoàn hảo. Chúng ta thấy cậu ấy sút xong rất đau đớn. Tôi động viên Hà Đức Trinh nhưng nếu có thời gian và có người thì tôi sẽ cho Hà Đức Trinh nghỉ. Khi lên tuyển cậu ấy có bàn thắng nhưng sau khi trở về giấu tôi chấn thương. Nếu để ý cổ chân cậu ấy có quấn băng, có thể chạy nhưng không sút được, chấn thương không nặng nhưng không nhẹ. Tôi nghĩ rằng cậu ấy rất khó chịu, không thoải mái khi chơi bóng. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chia sẻ về Hà Đức Trinh cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam cũng cho rằng Hà Đức Trinh đang gặp vấn đề về áp lực phải ghi bàn, nhưng điều đó là không quá quan trọng ở thời điểm này, khi Đức Trinh đang chấn thương và cũng cần thể hiện vai trò khác thay vì chỉ tập trung ghi bàn. Tôi cũng là mẫu tiền đạo chịu áp lực hơn Hà Đức Trinh, ngày xưa khi tôi 3 trận không ghi bàn cũng bị nói rất nhiều chứ không như Hà Đức Trinh 10 trận, tôi biết áp lực đó. Tôi nói Trinh không phải lúc nào cũng áp lực ghi bàn, không phải tiền đạo lúc nào cũng ghi bàn, Trinh có thể tạo khoảng trống hay kéo đối phương cho đồng đội ghi bàn. Tôi cũng từng bị thế nhưng miễn sao đội thắng là tôi thành công, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Huấn luyện viên trưởng Đà Nẵng cho rằng VFF cũng cần quan tâm tới những trường hợp cầu thủ khi lên đội tuyển gặp chấn thương, điều này ảnh hưởng rất nhiều tới các CLB. Đánh giá về trận thua trước câu lạc bộ Hà Nội, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức thừa nhận Đà Nẵng đã không thể làm tốt hơn, thật sự lúc nhập cuộc chúng tôi chơi không tốt, không tự tin, cầu thủ ra sân họ cảm thấy lo lắng, thứ hai chúng tôi không có tiền đạo kết thúc, không gây áp lực được nếu chúng tôi có đủ đội hình thì có thể gây sức ép, nhưng lùi đội hình nhường sân là thất bại rồi. Sang hiệp 2 chơi tốt hơn nhưng để khoảng trống ở sau rất nhiều. Cách đây 10 năm so với Hà Nội chúng tôi rất mạnh, nhưng giờ thì các cầu thủ trẻ ngoài Đức Trinh ra không có kinh nghiệm. Các cầu thủ ngoại năm nay không đạt phong độ tốt, việc tìm kiếm cầu thủ bổ sung cần rất nhiều thời gian. Hoàng Quốc